cái khối pin này mà sử dụng cái mạch này thì nó không đủ tải nha anh em sợi dây này là sao mà đủ tải đó sợi dây này hai xin chào anh em ha hôm nay đóng mấy khối pin cho khách làm video chia sẻ anh em rồi anh em nào xem video giải trí thì vui lòng cho một like một đăng ký mình xin cảm ơn thì hôm nay có nhận một số cái đơn hàng của khách á đó, đóng mạch to mạch nhỏ các kiểu và có nhận hai cái khối hitachi lùng này của khách gửi nè khách kêu đóng lại À, có cái khối này nó hơi đặc biệt tí mình à, chia sẻ anh em giờ mình à, lướt qua mấy cái khối pin mình đóng nha à, rồi anh em có à, nhu cầu khối như thế nào liên hệ mình mình tư vấn báo giá còn anh em nào muốn xem giá cả thì xem lại những video trước nha à, mình chỉ lướt nhanh thôi không làm mất thời gian của anh em thì anh em nào có nhu cầu thì thông tin mình để trong phần mô tả video đó, số điện thoại mình để trên màn hình á. rồi giờ mình sẽ giới thiệu qua mấy cái khối pin ở đây mình à, hôm nay mình đóng hai cái khối này là khối 14.4 14 4 anh em à, đóng pin Samsung 20 r Sony VTC 5 D đó khối này là 18 v mấy khối này có mặt hết đây là Sony à, mặt nhỏ này là Sony luôn Sony VTC 5 D mặt lớn rồi cái này là 25 s mặt lớn cái này 25 s mặt nhỏ à, anh em có nhu cầu khối như này về thay á, thì anh em cứ liên hệ mình thì có mặt hay không có mặt thì mình cũng có bán nha. Đó. hoặc là thành phẩm mình cũng có bán anh em có nhu cầu cứ liên hệ đây là khối rêu bi mình đóng hoàn thiện cho khách rồi cái này mình tính lâu mình lấy xăng thơm mình lâu cho khách nhưng mà lâu không ra anh em à Đó. cái này giống như keo gì mình lâu không có ra chứ thường thường mình cũng vệ sinh cho khách rồi à, khối này là Makita khách đặt cái lõi luôn cái này là khối uh, rêu bi bi luôn đây là pin ly xinh xám đây là Sony à, đây là Nati lùng Khối này là khối uh, Samsung 40T, đó sáu viên đóng vuông. Không biết khách đặt à, sử dụng cái gì nhưng mà đã khách yêu cầu là đóng không mạch. Rồi cái này là khối uh, nati cao 12V. Sử dụng cái mạch 60 năm a cái mạch này để cho anh em sử dụng máy bê tông này, máy cưa này. Đó. Pin 25S này là xả 35A nữa thì sử dụng cái mạch này rất hợp lý. Đó thì anh em có nhu cầu sử dụng cái khối này cho máy cưa máy cắt cái dòng 12 V á bê tông thì inbox mình. Rồi, khối này là khối uh, khi ta chi lùng 12 V. Mình đóng vẫn đóng cái mạch tốt cho anh em. Và khối này là khối uh, dùng cho mấy cái máy uh, 7 V2, 8 V4 hoặc là 4 V8 mình lên 8 V4. Mình đóng cho khách về sử dụng cho cái máy may hen. Keo này chưa khô. Đó, à, anh em có thể để vô đây và hai sợi dây này anh em hàng vào hai công tắc cò. cái này anh em cho cái rắc sạc ra là ok cái này là My hand đó, hoặc mấy cái máy kia anh em vẫn có thể sử dụng được. Rồi, đây mình đóng pin Samsung. Rồi, bây giờ mình quay trở lại cái khối pin khách gửi cho mình. À, thì ở đây mình cũng chia sẻ cho anh em xem thôi nha, để anh em cảm nhận được cái khối pin mình đóng và những cái khối mà ở ngoài thị trường thì cũng xin nhắc lại anh em nha. Đây thì mình cũng là quay những cái khối pin mình nhặt được á chứ mình cũng chẳng nói đích thân và đích chủ là ai nên là mình chia sẻ À, cái sản phẩm ở ngoài thị trường để anh em cảm nhận chứ còn mình không có nói xấu cũng không có đâm chọt ai nha đó thì anh em phải xem video anh em phải hiểu thì à, để so sánh để anh em thấy được cái sản phẩm bên mình và sản phẩm ngoài thị trường đó. chứ không phải ngoài thị trường tất cả cái sản phẩm nó đều như vậy đây là cái à, cái khối pin khối pin Hitachi à, lùng là cái khối này đó. đây đóng đây em đóng pin gì à, cái chuyện đóng pin gì mà nó nói chứ mà câu cái mạch này, cái khối pin này mà sử dụng cái mạch này thì nó không đủ tải nha anh em. cái mạch này là mạch 20A nhưng mà thực ra nó cũng không không tới 20A thì nó đã ngắt. mà anh em nhìn thấy sợi dây không? sợi dây này là sao mà đủ tải? Đó, sợi dây này, sợi dây này bằng cái sợi dây của mình đó, bằng cái sợi dây tín hiệu của mình. Đó, mình đi cái sợi dây tín hiệu đây, bằng sợi dây này cho máy. Đấy thợ này là đóng về là không đủ tải khi anh em vô tải là cái sợi dây này nó nóng lên liền và cái mạch này nó cũng ngắt liền mạch mà dán lên về nó cũng sơ xài khi nó nóng lên pin nó nóng lên mạch nó nóng lên nó chập chập nổ nha anh em rất là dễ nổ à, bên mình là sử dụng cái dây là dây chống cháy silicone nha anh em avg à, dây lớn dây nhỏ đều là dây chống cháy thì mình mua một cuộn to về để mình sử dụng cho anh em đó chứ không phải mình mua vài mét đâu đây là đóng rất là sơ xài và câu dây rất là nhỏ rất là dễ cháy nổ đây đây là cái khối Hitachi lùng bên mình đó mình đóng rất là kỹ cho anh em và đóng cái mạch tốt và kẽm mình đi rất là cẩn thận đó, những cái này thì mình muốn bọc gen hay không bọc gen thì tùy lúc thôi nó cũng không quan trọng nha anh em nó không ảnh hưởng à, riêng về cái khối mà Hitachi lùng này á thì nói thật anh em á anh em nào mà biết đóng pin thì đóng còn không đóng thì đóng những cái khối này nó, nó rất là dễ là gây cháy nổ một khi nó cháy nổ là nó ảnh hưởng rất là lớn đó, nó không phải là cháy cục pin không mà nó cháy tất cả các máy móc của anh em và tất cả các thiết bị trong nhà nó cháy theo mình đã gặp những trường hợp mà anh em chia sẻ rồi anh em chia sẻ qua zalo cho mình đó, là nó cháy là nó cháy cả hết cái đám máy móc của mình luôn cháy cả cái kho luôn chứ không phải là là cháy nguyên cục pin này không nên là anh em hết sức cẩn thận lựa chọn những cái shop mà đóng pin uy tín đó, an toàn thì anh em nên lựa chọn những shop đó thà nó mắc hơn một chút nhưng mà đổ lại nó có sự an toàn cho cho mình khi sử dụng nha đây hình như là pin pin sanyo gì đây? sanyo đầu xanh. Đây anh em nhìn độ keo rất là sơ sài. Đó. Đó, rồi mình cũng chia sẻ với anh em để anh em cảm nhận, rồi anh em đưa ra quyết định lựa chọn cái shop nào để anh em đặt đóng pin nha. Rồi thì mình cũng chia sẻ những cái sản phẩm trôi nổi ngoài thị trường nha, để cho anh em cảm nhận và anh em lựa chọn cái shop uy tín mà anh em đóng pin. Cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video. Anh em mà có nhu cầu thì liên hệ mình qua cái số điện thoại mình để trên màn hình ạ. Thông tin mình để trong phần mô tả video á. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều.